Trung tâm trên cho biết đã cách ly virus corona mới và đang xác định nguồn gốc di truyền, cũng như đang thử nghiệm các loại thuốc điều trị bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây nên. Một tạp chí y khoa Mỹ cho biết vaccine phòng ngừa virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc có thể được thử nghiệm trên cơ thể người trong 3 tháng tới. Những tiến bộ công nghệ kể từ năm 2003, thời điểm bùng phát dịch hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS, cho phép các chuyên gia đẩy nhanh nghiên cứu điều chế vaccine ngừa chủng virus mới. Hiện các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Y khoa của Mỹ và Trung Quốc đang phối hợp để nghiên cứu và phát triển vaccine phòng ngừa chủng virus corona mới, hiện đã khiến ít nhất 56 người tử vong và gần 2.000 người bị mắc bệnh.